Châu Đức, lung linh qua góc nhìn nghệ thuật. Châu Đức tha thiết nồng nàn trong những ca khúc thấm đẫm tình cảm yêu thương, xen lẫn niềm tự hào tràn trong từng nụ cười rạng rỡ. Và một Châu Đức được vẽ lên đầy lung linh, mang khát vọng dựng xây, phát triển, hướng tới một tương lai đầy tươi sáng. Tất cả những tình cảm đông đầy yêu thương ấy được thể hiện trong từng tác phẩm và được các tác giả tham gia qua các cuộc thi nhân sự kiện 30 năm thành lập huyện gửi gắm sẻ chia. Huyện Châu Đức sau 30 năm thành lập đang từng ngày thay da đổi thịt từ một vùng đất còn nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn đời sống văn hóa xã hội. Châu Đức dần trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, là thủ phủ công nghiệp thứ hai của Bà Rịa Vũng Tàu. Cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần được quan tâm với nhiều thiết chế văn hóa được thực hiện, đem lại nhiều tiện ích phục vụ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đến những cảm nhận đẹp về vùng đất Châu Đức không còn là riêng của mỗi người, mà còn lan tỏa đến mọi người dân Châu Đức cũng như bạn bè gần xa, nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức cuộc thi để giới thiệu, ca ngợi thành tựu, hình ảnh vùng đất, con người Châu Đức từ khi thành lập đến nay. Các cuộc thi gồm nhiếp ảnh nghệ thuật Châu Đức 30 năm xây dựng và phát triển, tìm hiểu lịch sử Châu Đức 30 năm xây dựng và phát triển, sáng tác và phổ biến ca khúc về Châu Đức. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 5.000 tác phẩm dự thi trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cuộc thi, theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các tác giả tham gia buổi thi đều cảm nhận và thể hiện những thành quả mà quê hương Châu Đức đã đạt được sau 30 năm, những đổi thay cũng như kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho vùng quê vốn có nhiều gian khó. Khi mà tôi đi sáng tác, tôi nhìn thấy Châu Đức phát triển rất là mạnh về cả kinh tế, xã hội, văn hóa. Và nhất là sự phát triển đó còn đi đôi với phát triển môi trường, có rất nhiều cái mảng xanh. Nên tôi đã cố gắng lưu lại cái tác phẩm của mình, nó có sự phát triển của Châu Đức mà có cái màu xanh của thiên nhiên. Nên tôi đã quyết định đặt tên tác phẩm của mình là Vòng tay thiên nhiên Châu Đức. Tôi muốn Châu Đức phát triển mạnh mẽ và bền vững, giữ được cái màu xanh trong cái sự phát triển của mình. Gắn bó với vùng đất Châu Đức gần 30 năm, nhiếp ảnh gia Phạm Thuận, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, đã có hàng ngàn tác phẩm ghi nhận về những đổi thay của quê hương Châu Đức. Không quản nắng gió ở vùng đất đỏ Ba San, không ngại những chuyến đi đến những vùng dân tộc còn nhiều khó khăn, như con ông Cần Mẫn, cứ có dịp là ông lại xách máy lên và đi để tìm cảm hứng, để ấp ủ, chắc chiêu từng khoảnh khắc của cuộc sống trên quê hương thứ hai của mình vào trong từng khung ảnh. Bởi với ông, Châu Đức đẹp và đang từng ngày phát triển, phải ghi lại, chớp lấy từng giây phút và lan tỏa những hình ảnh đẹp ấy đến mọi người, để ai ai khi đến với Châu Đức rồi cũng sẽ nhớ, sẽ yêu vùng đất này. Những cái anh, những nghệ sĩ nào mà sáng tác về ảnh nghệ thuật á, làm những cái bộ ảnh về đặc trưng về của Châu Đức thì nó rất tuyệt vời, phát triển lên từ cái chỗ đơn giản nhưng mà bây giờ nó quá tuyệt vời. Hình ảnh của mình là mình ghi trước cái phát động cuộc thi, đó là trong đó là muốn phát huy được cái huyện Châu Đức từ cái xây dựng và phát triển, thì trong đó có những cái gọi là về nông thôn, về an ninh quốc phòng, rồi về công nghiệp, về y tế, về trường, về giáo dục, thì những cái mảng đó là cái chủ đích để mà mình sáng tác. Để lại dấu ấn nhiều nhất cũng như thể hiện rõ nét tình yêu dành cho Châu Đức, khát vọng được cống hiến tâm sức cho sự phát triển của quê hương của người dân Châu Đức, nhất là cuộc thi tìm hiểu lịch sử Châu Đức 30 năm xây dựng và phát triển. Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức
đã nhận được trên 3.500 bài dự thi. Trong đó, có nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, có sự nghiên cứu, sáng tạo, trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu minh họa, bổ sung được nhiều tư liệu về Châu Đức qua 30 năm xây dựng và phát triển. Với tác giả Nguyễn Xuân Vinh, người đạt giải nhất, cuộc thi chính là dịp để anh thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng với quê hương thứ hai của mình. Với gần 200 trang tư liệu, gần 1.000 hình ảnh minh họa trên tất cả các mặt chính trị, đời sống xã hội của huyện, một Châu Đức gian khó hôm qua đang từng ngày khẳng định trung tâm kinh tế mới của tỉnh đã được anh thể hiện sinh động trong từng trang bài dự thi của mình. Không những vậy, đây cũng là dịp để anh gửi đến lãnh đạo địa phương những kế sách để Châu Đức giàu hơn, đẹp hơn. Cũng là tròn 20 năm mình sinh sống tại quê hương thứ hai này, và chính vì điều đó nó tạo cho mình cảm hứng muốn làm cái gì cho quê hương Châu Đức này bằng cái công việc cụ thể hoặc là cái khả năng của mình. Và dựa trên cái cuộc thi thì bản thân cũng thấy mình là có cái đồng cảm, thì mình xin viết các cái cảm tưởng của mình về cái quê hương này, muốn chia sẻ với mọi người dân. Còn với thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Lê Hương Quỳnh Như, đây chính là dịp để em hiểu, yêu và tự hào hơn về quê hương mình. Hơn 2 tháng chuẩn bị tìm kiếm tư liệu cho bài thi, Như hiểu hơn về vùng đất mà em đã sinh ra, lớn lên, trân trọng hơn công sức của các thế hệ ông cha đi trước cùng sự đồng lòng của mọi người để có được Châu Đức tươi đẹp hôm nay. Và thông qua bài thi của mình, Như mong muốn lan tỏa tình yêu ấy, niềm tự hào khi được là công dân Châu Đức của mình đến mọi người, để mỗi người sẽ có những việc làm thiết thực để đưa quê hương Châu Đức ngày càng phát triển. Nhân dịp huyện Châu Đức đón chào tuổi 30, thì em thấy được cái không khí là toàn dân toàn huyện hân hoan để đón chào. Thì bản thân em vừa là một đoàn viên cũng như vừa là một người con của Châu Đức, em mong muốn bản thân mình có thể ghi được một dấu ấn thật đặc biệt trong dịp kỷ niệm thật trọng đại của huyện mình. Đặc biệt em còn muốn lan tỏa, nâng cao được nhận thức, ý thức của những người trẻ như em để chúng ta cùng chung tay xây dựng một quê hương thật đáng nhớ, đáng sống. Ba mươi năm xây dựng và phát triển, Châu Đức đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước vươn lên. Một bức tranh của vùng quê mới giàu đẹp, thanh bình đang dần được định hình. Và với mỗi tác giả tham gia các cuộc thi chào mừng 30 năm thành lập huyện, không chỉ giới thiệu Châu Đức qua nhiều lăng kính khác nhau, mà còn muốn lan tỏa tình yêu của mình đến với mọi người, để bất cứ ai đã một lần đến với Châu Đức sẽ thêm yêu, thêm đắm say và mong muốn cùng chung tay xây dựng Châu Đức thêm giàu đẹp. Thưa quý vị, 30 năm một chặng đường không dài nhưng đã chứng kiến sự đổi thay trưởng thành một cách vượt bậc của quê hương Châu Đức thông qua những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái tác phẩm nhiếp ảnh và những cái cuộc thi viết cảm nhận về quê hương Châu Đức do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức, đã là một cái khắc họa khá là đầy đủ chi tiết những cái sự đổi thay, những sự trưởng thành của quê hương Châu Đức sau 30 năm. Nhân lễ tổng kết các cái sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng 30 năm thành lập huyện thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin được chào ông. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa ông có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận, những cái đánh giá của mình về các cái tác phẩm tham gia cái hoạt động chào mừng 30 năm thành lập huyện ạ? Trong các cái chuỗi sự kiện tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập huyện, huyện Châu Đức có tổ chức 3 cuộc thi, đó là tìm hiểu lịch sử Châu Đức 30 năm, thứ hai đó là ảnh nghệ thuật và thứ ba là sáng tác tác phẩm âm nhạc. Qua 3 cuộc thi đã thu hút được nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh cùng tham gia, và qua kết quả chấm thi chúng tôi mới ngỡ ngàng rằng quê hương Châu Đức rất đẹp, phát triển mạnh. Qua các tác phẩm dự thi chúng tôi nghĩ rằng như một công chúa ngủ quên trong rừng, và tôi cảm nhận được rằng qua các tác phẩm mà các tác giả thổi hồn vào đó, nhìn từ góc độ khác nhau, Châu Đức rất đẹp, rất lung linh, và sự phát triển vẫn còn đang chờ các cấp ủy chính quyền phải hành động nhiều hơn, quyết liệt nhiều hơn,
phải hiến kế, phải tận tâm, tận lực nhiều hơn cho cái quê hương này. Chúng tôi đánh giá cao về các tác phẩm tìm hiểu lịch sử quê hương Châu Đức và các tác phẩm nhiếp ảnh. Nó lột tả hết cái bức tranh, phải nói là rất thơ mộng của quê hương Châu Đức. Những cái góc máy mà chúng tôi cũng chưa hình dung ra được là nó đẹp như vậy. Và đặc biệt những cái tác phẩm tìm hiểu lịch sử, các tác giả mượn bài viết của mình để mong muốn nhắn gửi các cấp chính quyền hãy hành động hơn nữa, phải quan tâm đến trách nhiệm của mình, quan tâm đến cái sự chăm lo của mình đối với người dân nhiều hơn. Và trách nhiệm được gửi đến các cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để nâng cái tầm trách nhiệm của mình, gắn trách nhiệm của mình đối với cái việc là phải ít nước lợi dân, phải quan tâm đặc biệt đến đời sống của nhân dân. Qua các tác phẩm dự thi tìm hiểu lịch sử quê hương Châu Đức, tôi cảm nhận được cái tình cảm của người dân của quê hương này và những người không phải là công dân của Châu Đức, nhưng người ta rất yêu mến cái mảnh đất này, cho thấy rằng là người ta dành tình cảm rất lớn, rất đặc biệt đối với quê hương Châu Đức. Thông qua đó họ gửi lại tấm chân tình của họ vào các tác phẩm để thấy rằng họ rất yêu quê hương này và họ sẽ cống hiến và họ hy sinh. Nếu chính quyền biết phát huy sức mạnh của họ thì quê hương Châu Đức của chúng ta sẽ được phát triển. Thưa ông, không để các tác phẩm chỉ dừng lại là những cái tác phẩm tham gia một cuộc thi. Vậy thì trong thời gian tới, cái công tác quảng bá cũng như là đưa những cái tác phẩm tham gia các cái cuộc thi này đến với công chúng sẽ được Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện như thế nào ạ? Sau cuộc thi này, chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch để nghiên cứu rồi phổ biến những cái tác phẩm đến với công chúng. Một mặt nữa là thành lập một cái tiểu ban, xem như là cái tiểu ban nội dung để nghiên cứu những cái tác phẩm âm nhạc, những cái tác phẩm nhiếp ảnh, những cái tác phẩm về bài thi tìm hiểu lịch sử để có cái cơ hội gần gũi hơn với công chúng. Và chúng tôi cũng sẽ giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng nghiên cứu những cái đề xuất, những cái ý tưởng mà tác giả đã gửi vào đó để biến những cái mơ ước, những cái trăn trở đó thành những cái công việc cụ thể của quê hương. Và chúng tôi cũng sẽ mượn ý tưởng của họ để gửi gắm vào đại hội đảng các cấp để các cấp ủy đảng nghiên cứu, ban hành nghị quyết, thực hiện những cái mong muốn của người dân để giúp cho quê hương Châu Đức phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông.